ba quả banh đánh vào những trái bowling ở phía trước. Ai làm ngã được nhiều trái bowling nhất thì sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Nào, bây giờ thì để chú Toàn xem nha. Đội màu đỏ còn bước lên vị trí, nhanh lên. Hãy ném trái bowling thứ nhất. Đúng rồi. Wow. Trái thứ hai. Cố gắng làm ngã bạn. Wow. Quả thứ ba. Phải nhắm cho kỹ nha, phải nhắm cho kỹ vô. Nhắm cho kỹ vô. Wow. Rất là giỏi, chúc mừng bạn. Wow. Tới phiên con. Con hãy cố gắng làm thật chính xác giống như bạn màu đỏ vậy nha. Trái thứ nhất, nhắm kỹ vô, nhắm kỹ vô. Trái thứ hai, thật kỹ nha. Kỹ vô. Trái thứ ba, sáng lên. Dù sao thì cũng chúc mừng con. Ta cứ lấy kia lại. Dạ, đúng rồi. Bây giờ thì chàng trai của đội màu vàng còn bước lên. Nhắm thật kỹ vào. Trái thứ hai. Nhắm kỹ không? Có đèn chút, có đèn chút. Rồi, đánh ba. Sáng vô, nhìn con kiếm trình. Mời ba bạn cùng theo chú Toàn bước ra đây. Và với những gì mà các bạn làm được thì điểm số sẽ là: đội màu vàng, con hững hờ ném 3 trái bowling và không trúng một trái bowling nào hết. Con nhận được 1 điểm về cho đội màu vàng. Đội màu xanh, bạn sẽ nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ, con làm ngã tất cả trái bowling, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Wow. Chúc mừng các thí sinh ở giải vô địch hạng rồi đã có một khởi đầu rất tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với giải vô địch hạng long. Trò chơi bowling kết thúc. Đội đỏ 4 điểm, đội xanh 5 điểm và đội vàng 3 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và các thí sinh đã giải vô địch Hạng Long hôm nay sẽ đến với chúng ta trong phần thi Bé giúp mẹ. Trong vòng 2 phút 30 giây, các bé sẽ đi lên phía trước và nhặt những đồ vật về cho mẹ. Ai nhặt được nhiều nhất được 3 điểm. Người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Thôi được rồi, 1, 2, 3, các con giúp mẹ đi, nhanh lên. Rồi, chạy lên, nhặt bánh đi. Rồi, con đem về bỏ vào giỏ cho mẹ, giỏi lắm. Nè, con cầm lấy đem về cho mẹ. Con cầm lấy đem về cho mẹ. Giỏi lắm, con tiếp tục. Cái gối nữa, ai thích cái gối? Rồi con lấy cái gối cho mẹ đi. Lấy gối, đúng rồi. Tiếp tục lấy cái gối nữa. Su đâu, Su lấy cái gối cho mẹ đi, đúng rồi. Đem về. Bảo lấy cái gối đi. Con lấy cái gối, đem về cho mẹ. Tiếp tục.
Rồi, đem về cho mẹ được rồi. Tiếp tục, con lấy banh về cho mẹ. Kệ, lấy về cho mẹ con. Con đem về cho mẹ đi, con đem về cho mẹ. Con đem về cho mẹ, con nhặt về đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Rồi, Su đi lấy banh khác về cho mẹ, đem về cho mẹ. Tiếp tục con. Thưa quý vị, bây giờ thì phần thi bé giúp mẹ đã kết thúc. Chúng ta cùng xem các bé đã giúp được mẹ như thế nào. Nào, chờ chú Tàng mượn đội màu đỏ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái banh con đem về được. Rồi, trái này là con mới quăng ra đúng không? Tới đội màu xanh. Chú Tàng xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hai cái gối nữa là 7, 8 rồi. Này rồi, rồi thành đó nghỉ ngơi đi. Các bạn đi xem. Chào đội màu vàng, Bảo về đây con. Bảo ơi, con thu hoạch được khá nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 thêm hai cái búa cầm tay nữa là 21. Vậy thì đội màu vàng con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. 2 điểm thuộc về đội màu xanh. Và 1 điểm thuộc về đội màu đỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn sự trợ giúp của quý vị phụ huynh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục trở lại với giải vô địch hạng rồi. Phần thi bé giúp mẹ, đội đỏ 5 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng 6 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng rồi. Chúng ta hỏi đội màu vàng, ở nhà con có em bé không? Có. Em bé con mấy tuổi rồi? Em bé con có tuổi không? Em bé búp bê không có tuổi. Vậy là con có búp bê. Đội màu đỏ, chú Tàng hỏi nè, ở nhà con thích ăn cái gì nhất? Con biết trứng. Vậy con biết cái trái trứng ở đâu ra không? Em đủ lạnh. Rồi đúng rồi, trái trứng thì ở trong tủ lạnh ra là đúng rồi. Rồi, thế còn bạn gái ở nhà, con có giúp mẹ làm việc nhà không? Dạ có. Con giúp mẹ làm gì? Lau nhà, xếp đồ. Xếp đồ cho ai? Cho ba má. Ủa sao ba má không xếp đồ mà con phải xếp đồ? Con lớn. Tại vì con lớn. Wow, rồi hay quá. Con lớn nên con giúp ba má được rất nhiều việc. Và các bạn cũng rất giỏi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thi quen thuộc của siêu quậy tí hơn. Phần thi thầy tả. Trong vòng 2 phút 30 giây, các bạn sẽ cùng nhau thay tả cho em bé. Chúng ta sẽ mở tả cũ ra, bôi phấn ở mặt trước, mặt sau, và sau đó mặc vào một cái tả mới. Đây, đây là cái tả mới dành cho mỗi bạn. Nhớ nha, hãy ai làm đúng nhất và làm chính xác nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ thì 2 phút 30 giây bắt đầu. Con bôi phấn cho em.
rồi thì các con ẵm em bé lên nào. Xong rồi thì ẵm em bé lên nha. À, Đình Toàn nhìn thấy đội màu đỏ mặc tã rất nhanh và rất chuyên nghiệp. Sau khi mặc xong, thấy không ngay ngắn quyết định tháo ra mặc lại. Xong rồi con ẵm em bé lên. Giỏi lắm. Con ôm em bé vô đi, con ôm em bé vô. Con ôm em bé vô đi che mặt con nha. Bạn trai một vàng sao đúng rồi con ơi. Đừng mặc lại, đừng mặc lại, đừng mặc lại, ôm lên con. Rồi, con ẵm em bé lên. Rồi, con ẵm em bé lên luôn. Wow. Tất cả các bạn đều rất giỏi. Chưa hết thời gian nhưng các bạn đã hoàn tất công việc của mình rồi. Bây giờ chúng ta xem các bạn đã mặc tã như thế nào nào. Đội màu vàng, đây là mặt trước. Mặt sau. Phải kéo lên một chút ha. Rồi, đội màu đỏ, thí sinh mặc tã chuyên nghiệp nhất. Mặt trước, mặt sau, đồng ý. Thế còn cô gái đội màu xanh, mặt trước, mặt sau. Wow. Rồi, các bạn rất giỏi. Đội màu đỏ, bây giờ là lúc chúng ta cùng cho điểm cả hai đội. Đội màu xanh, con mặt chậm hơn các bạn một chút xíu thôi, nên con nhận được một điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng, con sẽ nhận 2 điểm về cho đội của mình. Còn đó, nghe chúng ta hỏi đây, con có tập mặt tã trước không? Tập đó. Ai tập với con? Mẹ. Tập lâu không? Tại lâu. Lâu là bao lâu? Mấy tháng? 2 tháng. Hèn chi, con mặt rất giỏi, rất chuyên nghiệp. Và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhanh chóng đến giải vô địch hạng nặng. Phần thi thay tả kết thúc. Đội đỏ 8 điểm, đội xanh 8 điểm và đội vàng 8 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Chúng ta muốn gặp gỡ cả ba bạn. Bạn màu xanh, có bao giờ con được đi dự lễ hội không? Dạ có. Dự lễ hội gì? Dạ trung thu. Lễ hội trung thu. Ồ, hay quá. Thế còn đội màu đỏ, có bao giờ con dự lễ hội không? Có. Con dự lễ hội gì? Dạ sinh nhật con. Lễ hội sinh nhật của con. Ở đó có đông người không? Có. Họ có chúc mừng con không? Có. Chúc mừng sao? Học giỏi và chăm ngoan. Cảm ơn con. Thế còn bạn gái đội màu vàng, con có đi dự lễ hội chưa? Dạ có. Lễ hội gì? Tết. Tết con dự lễ hội ở đâu? Ở ngoài. Ở ngoài đường. Ồ, vậy thì ngày hôm nay ở siêu quầy tí hon của chúng ta cũng có lễ hội. Đó là lễ hội kẹo. Các bạn có rất nhiều kẹo ở trước mặt. Chú Toàn thì có 2 phút 30 giây dành cho ba bạn. Trong thời gian đó các bạn sẽ cùng nhau lột những viên kẹo ra. Chúng ta đặt viên kẹo lên đĩa, bỏ giấy gói kẹo vào trong giỏ rác. Nhớ nha, chúng ta không xả lung tung ngoài ở mà ngoài ha. Chờ sau 2 phút 30 giây, chú Toàn sẽ đếm xem ai lột được nhiều viên kẹo nhất để nhận được 3 điểm. Người dây nhi được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Nào, hai bàn tay đâu? Sẵn sàng chưa? Giơ lên coi, chúng ta coi hai bàn tay đã sẵn sàng chưa? Giỏi lắm. Vậy thì 2 phút 30 giây cho lễ hội kẹo bắt đầu. Nhớ chúng ta có
cho cô bác nha. Xem ai là người sẽ lột được những viên kẹo nhanh nhất. Chúng ta tổ chức lễ hội thật nhiều viên kẹo và chúng ta mời bạn bè đến cùng ăn kẹo cùng vui với chúng ta. Rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hiện tại các bạn lột kẹo rất nhanh. Và chúng bạn muốn đếm xem mỗi đội đã giành được bao, đã lột được bao nhiêu viên kẹo nào. Con đếm phụ chú bạn nha. 1, 2. Con đếm đi. 4, 5, 6, 7 15, 16, 17, 18 18 viên kẹo của đội màu da. Chàng trai đội màu đỏ, con đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 viên kẹo dành cho đội màu đỏ. Bạn gái đội màu xanh, con đếm to lên, chúng ta sẽ đếm những viên kẹo màu kem trước nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22 viên kẹo của đội màu xanh. Điều đó có nghĩa là đội màu vàng, con sẽ nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Yeah. 2 điểm về đội màu đỏ. Yeah. Và 3 điểm dành cho đội màu xanh. Yeah. Oh, chúc mừng lễ hội kẹo của tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục bước vào vòng 2. Lễ hội kẹo đã kết thúc rồi. Đội đỏ 10 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 9 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Và đương nhiên là gặp lại 3 thí sinh của chúng ta. Xin chào các bạn. Oh, Trung thu đến rồi. Chúng ta hãy cùng nhau hát một bài hát Trung thu quen thuộc đi. Được không nào? 2, 3. Tết Trung thu em đi chơi, em rước đèn đi khắp phố. Hát lớn lên nào. Em vui sướng với đèn trong tay, em mua cá đồng ăn đàn đàm. Tùng dinh dinh cát tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cát tùng dinh dinh. Em rước đèn này tới cùng trăng, cùng dinh dinh tắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh. Em rước đèn này tới chi hàng
Đúng rồi. Nhưng mà các bạn ơi, hát nhỏ quá. Nếu lần sau chúng ta mời các bạn hát thì hãy nhớ hát lớn lên nha. Chúng ta hát rất vui đúng không nào? Bây giờ sẽ vui hơn nếu các bạn bước vào siêu quậy tí hon với phần thi đặt bóng vào ly. Mỗi bạn có 5 quả bóng trước mặt. Khi chúng ta kêu bắt đầu, các bạn sẽ dùng một cái ly múc một quả bóng chạy lên phía trên này. Sau đó chúng ta lần lượt đổ quả bóng vào từng cái ly một, nhớ nha. Rồi sau đó chạy về lấy quả bóng thứ hai đổ vào cái ly thứ hai, cứ như vậy cho đến hết 5 quả bóng. Ai hết trước thì nhận được 3 điểm. Người về nhì được, về nhì được bao nhiêu điểm? 2 điểm. Và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Đúng vậy, đó là người bé nhất. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng bước vào phần thi đặt bóng vào ly. Bắt đầu. Nhớ cẩn thận nha. Đúng rồi, chàng trai bạn phải cẩn thận. Quả bóng thứ hai của đội màu vàng. Wow, xanh đỏ, nhanh lên nào. Màu vàng xuất phát rất tốt, màu xanh còn chậm hơn. Tuy nhiên, việc đặt trái bóng cuối cùng vào ly trước lại thuộc về đội màu. Như Toàn thấy rất rõ, đó là đội màu xanh và 3 điểm dành cho đội màu xanh. Màu vàng dễ hơn bạn, chúng tôi bạn nhận được 2 điểm dành cho đội của mình. Đó là đội bé chính đó, coi nhận được 1 điểm dành cho đội của mình. Các bạn đã tham gia siêu quậy tí hon. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả cuối cùng. Phần thi đặt bóng vào ly, đội đỏ 11 điểm, đội xanh 14 điểm và đội vàng 11 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi. Vậy thì hôm nay của chúng ta đã kết thúc với kết quả như sau. Đội màu vàng và đội màu đỏ cùng có được 11 điểm, cùng nhận huy chương bạc, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 1.200.000 đồng dành cho mỗi đội. Và chúng ta chúc mừng đội màu xanh với 14 điểm, nhận huy chương vàng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 3.000.000 đồng. Thưa quý vị, chương trình siêu quậy tí hon của chúng ta do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Còn tất cả các con, chúng ta đi rước đèn nào, đứng lên. Một tuần trôi qua thật là nhanh đúng không nào?
Hôm nay anh Đức Thịnh cùng với hai bạn. Đâu tròn, chờ bí đỏ. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn nhỏ đang đến với chương trình Ngôi sao của bé. Chương trình được thực hiện bởi sự tài trợ của nhãn hàng sữa Star Sun Gold, tập đoàn Nam Giang Hàn Quốc. Các bạn ơi, trong chương trình tuần trước, chỉ trong tích tắc mà bạn cô tí kỹ sư của chúng ta đã tháo băng chiếc xe ra để xem thử. Xem thử còn có người trong đó không? Đúng rồi. Là một ý tưởng độc đáo đúng không? Bạn đầu tròn ơi, mình nghĩ chỉ trong chiếc xe nhỏ xíu như vậy mà lại có một người tài xế nào mà có thể ngồi ở trong. Anh nghĩ đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng bạn cô tí của chúng ta khám phá những cái sự vật xung quanh của bạn ấy đâu nha. Anh Đức Thịnh, tuần trước anh có hứa là sẽ kể cho em về những cái khám phá mới của bạn cô tí mà. Anh còn nói